Diễn viên Phương Trang qua đời ở tuổi 24. Đạo diễn Thanh Hiệp thông tin việc diễn viên Phương Trang qua đời ngày 12 tháng 2 vì di chứng của bệnh lupus ban đỏ, hưởng dương 24 tuổi. Cụ thể, sau khi sinh con, Phương Trang mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh lupus ban đỏ quái ác khiến cô luôn phải uống thuốc suốt một năm qua, sức khỏe cứ yếu dần. Bệnh này diễn biến phức tạp, tiến triển thành từng đợt, đợt sâu nặng hơn đợt trước và gây tổn thương gần như toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như thận, hệ tạo máu, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp. Tết năm 2020, Phương Trang được truyền máu. Các bác sĩ Đại học Y Dược chẩn đoán để tìm ra phương cách hiệu quả hơn, nhưng sau khi chụp hình để tiến hành xét nghiệm thì cô qua đời. Những ngày gần đây, nữ diễn viên lộ rõ sự mệt mỏi, đuối sức. Đạo diễn Thanh Hiệp là thầy của Phương Trang. Phương Trang vừa tốt nghiệp khóa 8 với vai Hồng trong vở kịch Con nhà nghèo tại lớp đào tạo diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Liên hệ Hồng Vân, bà bầu nói cũng chỉ mới biết tin Phương Trang mất. Lúc thi tốt nghiệp hồi tháng 9 năm 2019, Phương Trang được giao vai Hồng, nhưng nghệ sĩ nhân dân thấy sức khỏe cô không tốt nên đề nghị học trò không phải diễn. Dù vậy, Phương Trang vẫn cố xin dự thi. Sau khi tốt nghiệp, diễn viên vẫn muốn được diễn vai này, nhưng Hồng là nhân vật có nhiều cảnh la hét. Bầu Hồng Vân và MC Đại Nghĩa sợ sức khỏe Phương Trang không đảm bảo nên không cho diễn. Nghệ sĩ nhân dân nói thêm, tuy không trực tiếp dạy Phương Trang, nhưng cô vẫn ấn tượng ở học trò về đam mê diễn xuất. Sự ra đi đột ngột của Phương Trang khiến nhiều nghệ sĩ Việt đau lòng. Diễn viên Đại Nghĩa chia sẻ tấm hình chụp cùng Phương Trang và các học trò ở sân khấu Hồng Vân với tâm sự buồn. Tấm hình cuối cùng, đó là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ không quên về một người bạn với vai diễn cuối cùng. Câu chuyện ấy, câu thoại ấy như là một định mệnh. Ai cũng có một lần sinh ra và một lần chết đi, nhưng chúng ta sống làm sao, sống như thế nào để mỗi ngày trôi qua thật là ý nghĩa. Xem lại những bức hình này, muốn nói điều gì đó nhẹ nhàng thôi, nhưng mắt thầy lại nhòe đi. Quyền Linh viết, trời ơi thương quá đi, xin thắp nén hương cầu chúc em yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Tiểu Bảo Quốc Nhật Cường cũng chia sẻ, xin chia buồn cùng gia đình, con ra đi thanh thản nhé. Ca sĩ Hồ Lệ Thu cầu nguyện, hãy an yên miền cực lạc em gái nhỏ, cuộc đời này là bể khổ, ra đi sớm để lại bao thương tiếc cho bạn bè và đau đớn cho gia đình. Tang lễ của Phương Trang diễn ra tại nhà riêng ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 2, linh cữu của diễn viên sẽ được đưa đến Thánh đường, giáo xứ Tân Định, sau đó được hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nhà thờ này là nơi Phương Trang dạy múa thuở sinh thời, cô được các cha xứ và ca đoàn yêu thương.